các cháu học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sang bài số 8. Bài số 8. Nói là bài số 8 nhưng mà chính thực là nó đã sang như các loại bài nhỏ ở trong nó thì nó đã sang bài số 15 rồi. Thì kỳ trước là chúng ta học về cái cung thứ gấp. Thì hôm nay ông cho ứng dụng ngay cái cung thứ gấp để cho các cháu nhớ. Thứ hai cháu thấy cái tầm quan trọng của nó là như thế nào. Đây không phải là nói suông đâu. Cụ thể đầu đề hôm nay là cho trung tuyến MA rồi đường cao HA và góc A bằng alpha. Cháu nhớ là ở trong dựng hình ấy, mà nếu nó có cho túm vào một chỗ ấy nhá, nó giải ra thì nó dễ, nhưng mà túm vào một chỗ là mệt lắm nhá. Nó có túm vào một chỗ là mình khó xử lắm, nhưng đấy là nó thôi nhá. Chứ còn kiểu nào tôi cũng xử được nhá, cho nên ra không sợ. Thì trong cái hình hôm nay ấy, là ông vẽ nhiều nét chì, nhiều những cái nét chì để mình phân tích cái bài này, nhưng mà ông không giải đi, ông không giải đi, ông cứ để lại nét chì đó, thì có thể là qua những nét chì đó thì cháu có thể hiểu được cái suy nghĩ của ông về bài toán này là như thế nào. Chứ bây giờ ông ấy xảy xẹt xong rồi trắng tinh rồi là vẽ đẹp lên chẳng hạn nha, thì các cháu nhìn vào không hiểu được. Vì rằng là nếu mà giảng thế này là các cháu phải ghi cơ, mà ghi cơ nó nhiều thứ lắm, cho nên là không có điều kiện đấy. Thì chính là qua cái chuyện nó nét chì này mà cháu để ý vào thì cháu sẽ có nhiều vấn đề về toán nó hay cho cháu. Nhất định trong quá trình nó thế nào ông giới thiệu qua một chút tại sao ông lại vẽ chì như thế nhá. Thì đây cái hình nó như đây, đường cao rồi đây, trung tuyến đây, góc alpha đây. Thế thì mình trong cái hình này mình phải suy nghĩ nhá. Ông có suy nghĩ chết chặt ba cái thằng này chính một nơi làm sao mà mình có thể vẽ được nhá. Nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng mà cháu nhớ là đây là những cái kinh nghiệm thôi. Khi người ta cho trung tuyến, mà nếu cháu bí quá không có cái gì ra được nữa mà hết vở rồi, thì cháu có kéo dài trung tuyến nó ra một đoạn cho ông nhé. Thì tự nhiên cái giám giác này nó trở thành một cái hình bình hành. Cái này thì không hạn chế phải không? Cháu nào thích sử dụng cái võ này thì cháu cứ dùng thôi, chẳng ai mà hạn chế cả. Nhưng mà nhiều khi mà mình dùng nó nhàm quá có cái nó còn hay hơn cơ. Vì ra dùng những cái nhàm quá xong rồi nó quen quá thì sau rồi những cái bài toán mà nó không hợp với cái loại đó nữa thì là mình cho vào khi nó lại đâm mắc mớ ra. Nó đơn giản như là cháu nấu cơm ấy phải không, rau xào thì cho mắm tôm được, bún thang thì mẹ cháu cho mắm tôm được, thì mắm tôm mà ăn cũng ngon và cũng hay. Cuối cùng là hôm nấu phở thì cho mắm tôm mà thì nó không ra cái gì cả. Chứ ông không cấm mắm tôm mà thoải mái nhá. Cái này dùng thoải mái. Tóm lại là nếu mà có một cái trung tuyến, có một cái trung tuyến thì cháu cứ kéo dài ra nó thành hình bình hành. Chỉ ở đây nhân kinh nghiệm thì ông nói luôn đấy, thì cháu thử xem kéo dài ra đúng không, cháu được hình bình hành. Mà trong hình bình hành thì cháu không có là gì cả, hai đường này song song cái này thì sao nhỉ,
tổng hai góc này sẽ bằng 180 độ, sẽ cho hòa chứng minh rồi, không phải nói lại nữa. À. Vậy là tôi phát hiện ra thằng góc B là 180 độ, nó rất là quý, cho nên ông phải viết ở phía dưới này. Góc B là 180 độ trừ alpha. Thấy nào? Góc B 180 độ trừ alpha. Và sau này sau làm việc với nhau về nhiều về hình nữa, thì những cái gì mà phát hiện ra trong quá trình mình làm thế rất quan trọng. Ông hay đánh dấu bằng màu xanh lơ, màu hy vọng mà, màu hy vọng này. Cho nên rằng là khi ở trong cái hộp bút màu thì ông quý cái màu này, quý cái màu lắm. Cho nên khi mua một cái hộp bút màu 6 màu cho nó tiết kiệm, cứ 12 màu hơi thừa, thì ông bảo đấy phải có cái màu xanh lơ tôi mới mua, chứ mà không có xanh lơ tôi phải đổi đấy nhá. Đấy, cái này là phát hiện là quan trọng. Vì cháu thấy nhá, đến bây giờ thì cháu thấy rằng là ba thằng này có nhiều liên quan với nhau. À, thứ nhất, à, thứ nhất là cái gì? Là cái đường A phẩy này bằng 2MA là cháu vẽ được. Có đúng không nào? Đấy. Mà thằng này là góc vuông. Mà lại nhìn xuống nửa cái đoạn này, cái nhìn xuống đoạn MA này. Thế thì chết rồi. Như vậy là thằng H này sẽ nằm trên cái vòng tròn à, mà đường kính là MA. Mà thằng H này lúc nào phải cách thằng này một đoạn là HA. Vậy cháu cắm con ba vào đây, cháu quay một cái vào đây bằng HA thì giang là điểm H. Tóm lại là giữa A, M và H cháu đã phát hiện ra rồi. À. Và sau này mà người ta cho M với HA, với H là cháu biết ngay là thể nào cũng có phần liên hệ, chứ không tránh được. À. Nhưng phát hiện rồi có khó là cháu có thể cháu vẽ được A rồi, nhưng mà làm sao ra C với ra B bây giờ? Cái thằng B là cái thằng nào? À? Thằng B là cái thằng nào? Thì cháu mới vừa phát hiện ra thằng này là 180 độ trừ alpha thì chết rồi. Thằng B này nhìn xuống cái đoạn 2 lần MA này, một cung chứa góc là 180 độ trừ alpha. Các bạn nào? Thế thì cháu mới kéo dài thằng MA ra gấp đôi nhé. À. Xong rồi cháu mới vẽ một cung chứa góc bằng 180 độ trừ alpha. À. Người ta cho rồi. Thì cái thằng B này phải chạy trên cái cung này. Chạy trên cái cung này. Mà thằng B này nằm ở trên cái đường MH kéo dài ra thì sẽ chết rồi. Thằng B ở chỗ này rồi. Đấy nó. Thì trong một giám giác mà biết được đỉnh A, biết được đỉnh B thì đỉnh C là nhẽ ngậm mà không nhìn ra được nó à. Các có nhìn ra chưa? Hả? Thằng này, thằng C này phải nằm trên BM ở gì? Mà M là trung trung điểm thì cháu lật con ba nó sẽ ra ngay thằng C nữa, thế là cháu ra rồi. Các bạn nào, đấy, khi mình nhìn vào bài toán ấy thì mình phải phát hiện ra những cái điều đó. Những cái này ông nói cái là cháu nhớ vào đầu, tự nhiên là cháu nhìn vào bài thì nó sẽ ra thôi. Chứ anh nào từ lẫy bây giờ mà bố mà ông nói mà trong đầu óc còn trắng trơn ấy thì xét lại mình nhá, xét lại mình nhá. Cho nên là nhất là con trai anh nào mà lại đầu óc yếu thế sau này đi lấy vợ hơi khó đấy. À. Con gái thì thôi còn chấp nhận được đấy. Thế là ông mới nói sơ qua cái nhận định tổng quát nhé. Thế bây giờ ông mới nói quá trình vẽ. Quá trình vẽ thì là mình nghĩ là vẽ làm sao mà cho nó đẹp, cho nó nhanh. Thì cái vẽ cung chứa góc ấy, thì đáng lẽ là ông chỉ vẽ ngoặt tay một cái thôi. Thế là cháu hiểu rồi. Nhưng muốn để cho nó đẹp thì để các cháu cũng dễ nhìn hơn thì ông vẽ bằng compa. Nhưng mà vẽ bằng compa hơi mệt đấy. Bây giờ cháu cứ lấy góc alpha như thế này, xong cháu phải cung chứa góc một đoạn này cho ông theo nguyên tắc kỳ trước,
ta học rồi, học rồi, tập vẽ lại cho quen đi, vẽ đi vẽ lại nhiều lần nó thuộc lòng thì không có phải gì cả. Nhưng sau này trong bài toán cháu không cần phải vẽ lại, cháu chỉ cần nói vào trong cái tờ giấy của mình ấy là tôi vẽ một cái cung chứa góc nhìn xuống đoạn a phẩy bằng 2 ma, một góc bằng 180 độ trên alpha, thế là đủ rồi. Người ta không bắt mình phải vẽ chi tiết tỉ mỉ ra đâu. Thế còn nếu mình ghi vấn đáp và đứng trên bảng thầy giáo hỏi thì cái chuyện thôi, nếu thầy hỏi gì thì thầy không chịu mất thì giờ thì em vẽ lại từ đâu cho thầy, phải không? Giờ vấn đáp thì cả một buổi sáng coi là từ 8 giờ đến 11 giờ thầy ngồi hỏi. Thế thì em vẽ cái này ít nhất em vẽ nhanh đấy nhá, em vẽ giỏi đấy, vẽ nhanh ấy. Thì em vẽ phải mất từ 20 phút đến nửa tiếng cho nó sạch sẽ, phải không? Thế thì đáng lẽ buổi sáng là thầy hỏi vấn đáp được khoảng độ 30 em hay là 40 em. Thế mà riêng em là thầy đã dành cho khoảng 1/3 thời gian rồi, thì buổi chiều thì thầy hỏi tiếp thì thầy về hơi muộn đấy. Thế cho nên là chuyện mình không ngại thì nói thôi. Nhưng bây giờ ở đây thì cháu phải vẽ. Cháu phải vẽ. Cháu nó quen tay. Cháu vẽ một cung chứa góc. Đây. Còn tại sao có những đường này thì phí ông sẽ nói thêm. Sau đó cháu lại lấy cái thằng này hả, cái thằng này là cái thằng MA ấy, là trung tuyến đó, cháu mà vẽ vào vòng tròn đường kính nó là cái đường đoạn này thì cháu biết rồi, tất cả các góc mà nhìn xuống thằng này thì nó là bằng 90 độ, mà cái thằng H này là nó cách thằng này một đoạn là HA, phải không? HA là cho rồi. Thì cháu compa cho quay một cái ra này. Mà cháu ra H rồi thì M biết rồi, H biết rồi, cái thằng B này chạy đằng rời. Đó. Cháu kéo dài cái nó cắt cái vòng tròn này này, cái cung này. Cái cung này chính là cái, là nó là cái đỡ đấy, phải không? Đạn đánh bắn ra là trúng ngay, có như đấy cái lưới mà. Đó. Thằng B rồi. Đó. Thằng B rồi. Thế mà ra thằng B thì cháu chỉ có nối với thằng A với thằng B thì nó ra là thằng B, phải không? Và cháu mới kéo dài cái thằng này ra, gấp đôi ra thì đây là C rồi, thế thì xong rồi gì nữa. Đó. Trung tuyến đúng chiều anh nhá, H đúng chiều anh nhá, mà góc này là 180 độ trừ alpha thì thằng này không alpha là cái gì? Đó. Đó. Không alpha là gì. Nếu còn tôi chứng minh luôn, đây là hình bình hành đúng không? Đây là hai đoạn bằng nhau, một cái tứ giác mà có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm thì nó không bình hành là cái gì? Bình hành thì thằng này phải là alpha, đấy. Nhưng còn hình thêm thì chẳng có gì, đây là ông vẽ thêm thôi, đúng không? Tức là vẽ cho rõ rồi, cho ông vẽ xong cái cung này này, thì bắt đầu là ông mới lại vẽ thêm một cái vòng này nữa cho khỏi rối mắt, ở đây nhiều quá nó rối mắt. Đó. Thì là cháu vẽ, ông vẽ thêm này. Thế rồi sau đó thì ông vẽ cháu dài cái thằng này ra để cháu lấy cái điểm C này. Thì cháu cũng nhìn hình là cái quá trình ông vẽ thì cháu thấy rằng là đúng bài bản. Bài bản. Thế ở đây các cháu sắp bảo tại sao ông vẽ lắm cái chì thế này. Thế đây là thủ thuật thôi. Thủ thuật thôi. Vì ông vẽ một cái cung này thì không dạy gì ông vẽ ngay một cái vòng tròn. Đó. Một cái vòng tròn. Trước đi. Đó. Xong rồi cắt được một phần đi. Để lấy ít đi. Đó. Thì cái cung tròn này, cái cung tròn này thì bất kỳ điểm nào, chứ nếu ở điểm như này mà nhìn xuống cái đoạn này thì nó thành góc vuông rồi. Đó. Thì ông lấy lại đây thì thằng này là thằng alpha. Đó.
hơn 180 độ mới ít. À, hơn 90 độ mới ít. Thế thì ông được cái cung này. Ông được cái cung này rồi xong ông lại vẽ cái vòng tròn này. Cái vòng tròn này để ông lấy được điểm H này. Thế thì ông kéo dài ra thì nó ra thôi. Vẽ cho nó đẹp thôi. Cái chính thực ra ấy ông định là ông vẽ bằng tay cháu ở ở trên này nhưng mà tay trông nó xấu à. Cái gì mà xấu nó cũng hơi khó chịu à. Thế chỉ là à, nhưng sau này cháu phải bằng tay đấy vì có những cái bài toán với cháu chỉ được vẽ trong 5 phút thôi chứ không phải vẽ kể cả 50 phút với 5 tiếng nó được đâu. Thế cho nên rằng là phải vẽ bằng tay thì nó mới nhanh được đấy. Thì cứ tóm lại là cái bài hôm nay ấy, thì nó là như thế và cháu xem mà rồi là chịu khó vẽ lại đi vẽ lại đi, có vẽ lại thì nó mới không minh ra được đấy. Và ông nói mãi rồi là cái này chỉ thay đổi một tí thôi ấy, là chết dở chứ không phải rằng là dễ. Nhiều cái thay đổi một tí thì nó dễ nhưng thay đổi một tí nó khó do dương ấy mà tí thành xỉu ngay nhá. Cho nên rằng là thay đổi. Thế bây giờ thì là các cháu có vốn đã khá rồi chứ bây giờ bắt đầu là mỗi một lần là ông sẽ cho cháu thêm một bài tập tương tự để cháu làm cho nó quen nào. Những bài tập này thì ông không chữa ngay không? Cháu nhớ số như bài này là bài 8 nhưng cái bài nhỏ trong này của nó là bài 15 ví dụ thế. Thế sau này thì ông ấy lúc nào ông cảm thấy là cần thích hợp với bọn cháu thì ông sẽ chữa lại. Bây giờ danh chính ngôn thuận thì nó có tên của nó rồi và nó thế cháu cứ làm đi. Hoặc là cháu làm mà lại bức xúc mãi mà không ra thì đề nghị ông ở cháu bực lắm đấy nung nấu cho người mà không ra được thì ông chữa thì ông sẽ ưu tiên ông chữa trước. Mà cháu phải chú ý rằng là như bài này chẳng hạn, nếu cháu nào làm trong 5 phút tức là từ 1 cho đến 5 phút mà ra thì cháu là thuộc loại giỏi. Chứ nếu cháu nào mà phải gọi là vần vật mãi, nghĩ mãi, nghĩ ngày, nghĩ đêm mãi và tổng cộng thời gian, ví dụ cháu đang nghĩ khoảng độ được 15 phút thì mẹ cháu lại bảo ấy, con mẹ nhờ một tí chẳng hạn thì cái phút đó không kể được, phải không? Thì nếu có gì cháu tổng cộng áng chừng nó khoảng 50 phút mới ra được thì cái đó là cháu là thuộc loại học sinh là trung bình nhé. Bài này không có gì đáng mà để đến 50 phút cả, nhưng mà nếu mà cháu ra 50 phút thì ông học trung bình. Chứ nếu mà cháu nghĩ mãi là từ thứ hai cho đến thứ sáu tức là 5 ngày nhé. 5 ngày thế thì cháu là thuộc loại học sinh kém đấy nhé. Học sinh kém, học sinh kém nó nhiều cái khổ lắm. Chính ông đã trong tình trạng đó rồi. Mà nghĩ đúng là nhục cả đời. Tức là ngày đó, bây giờ không có không biết nhưng mà thỉnh thoảng thầy giáo lại cho một cái bài kiểm tra 15 phút. Vào cái thầy giáo bảo kiểm tra 15 phút. Thì lập tức là ở trong cái cặp của bọn ông ấy là có một cái tờ giấy sẵn sàng rồi, đề tên viết là đủ hết rồi, là rút ra và có bút ngay ở trong tay để chờ thầy giáo đọc đầu bài. Thì là chứ bây giờ mày còn kề dề còn xé rồi vở rồi còn nó kia thì có mà hết thời gian thế là gì, thầy giáo nói một cái lập tức là có ngay nhá. Và
cái thời kỳ đó chẳng hiểu việc thực là hồi bọn con cái đi học đều là khá cả, cho nên đứa nào cũng có đồng hồ hết, chứ hồi học chính nghèo hồi ít lắm, cho nên rằng là có đồng hồ, nhìn đồng hồ. Thế thầy đó đọc đầu bài một cái, mà đầu bài có gì đâu, ông chỉ đọc có mấy chữ này là bao nhiêu là làm. Thế là bọn ông là đều dự riêng cả chứ. Thế thầy giáo đọc đầu đề xong, hết 15 phút là thu nhé. Thu đấy. Thì phải nói rằng là cái vẽ này nhanh có gì mà vèo cái sáng ngay có ra đâu. Nhiều đứa phải nộp giấy trắng, tức là chỉ có tên mình không giấy trắng này. Có đứa thì làm được. Và trong sự, những đứa nộp giấy trắng đó thầy Thái thu vào là có giờ của ông nghĩ thế mới dùng. Vì cháu nhớ rằng là có làm được như thế, nhanh như thế, thì khi mà thầy cụ đọc đầu đề thì mới dám đưa tay ngay được. Chưa làm đã phải đưa tay rồi, chứ nếu mà lại chờ làm xong thì chúng nó đã đưa tay nó về từ lâu rồi. Cho nên rằng là phải được giấy trắng. Mà cháu hình dung giấy trắng là như thế nào không? Cái người xưa ở thời kỳ bọn ông học ấy là theo điểm liên xô, điểm từ 1 cho đến 5, 1 là thấp nhất mà 5 là cao nhất, có 5 bậc thôi. Thì tất cả những điểm đó cuối học kỳ mới tổng kết lại, học là muốn được điểm tổng kết 5, thì được tổng kết 3, tổng kết 4, tổng kết là gì. Chứ không ai nữa cho tổng kết 1 đâu. Nhưng mà muốn được tổng kết 5 ấy, thì ông nói rằng ví dụ như là số điểm trong cả một học kỳ khoảng độ 6 điểm thì gọi là best nhất đấy nhá, và thuộc loại chứ là cũng là khá rồi đấy. Phải trừ 4 điểm 5 trở lên, còn lại là 2 điểm 4 thì may ra mới được tổng kết 5. Chứ còn nếu mà nghe dính vào 1 điểm 3 rồi, dính vào 1 điểm 3 rồi, phải với điều kiện là phải 5 điểm 5. 5 điểm 5 thì chiếu cố lắm mà cho thế cũng là nhục rồi. Chứ còn mà là có 4 điểm 5 mà 1 điểm 4 và 1 điểm 3 thì chắc chắn là điểm 3. Chứ còn trong cái quá trình của anh có rơi vào 1 điểm 1 dù anh có toàn điểm 5 cho nữa thì anh cũng không 4 nữa. Không có ai cho thằng được 1 được 5 cả. Thế học kỳ ra làm sao? Học bạ. Chẳng hiểu học bạ các cháu còn giữ không biết. Nhìn học bạ nhục suốt đời. Thế nhưng mà may cái kỳ đó ấy, thì là cái số mà bị điểm 1 nhiều quá. Cứ giấy trắng là điểm 1 gì nữa. Thế cho nên thầy Thái bảo thôi kỳ này là ông là thầy kiểm tra cho vào sổ bình thường thôi, nhưng không xính vào cuối năm, không xét vào cái điểm đó. Thì mới thoát. Nhưng mà thoát đâu có phải là hết nhục nhá. Nhục. Trong cái thằng khác nó làm được. Cái thằng Minh nó ngồi cạnh ông ấy, bây giờ nó dạy toán ở ngoài Quảng Ninh nhá. Bọn ông gọi nhau bằng thằng cả, chứ chẳng ai gọi bằng ông bây giờ. Mặc dù toàn trên 80 cả, gọi thằng hết nhé. Còn ông ở chỗ khác, ở đây không có ông gì. Nó là điểm 5. Hôm nào ông lấy bài toán đó cho các cháu thử sức xem các cháu làm trong 5 phút. Mà nếu mà các cháu mà làm được, nhưng mà từ từ đã, để cho các cháu có một cái lực khỏe đã, chứ không lại
ân hận giống ông đến mãi già vẫn nhớ một cái điểm là mình và mình không làm được. Không làm được là tại mình, chứ không phải là tại ai cả. Tại mình. Và mình nghĩ nó, mình làm nó chưa rộng, cho nên là mình bị thôi. Và nhiều khi mình cũng chủ quan nữa. Chắc không có vấn đề gì. Nhưng biết đâu càng vấp vào càng chết nhé. Cho nên rằng là mà thời gian nhanh quá, không kịp xoay chuyển gì cả. Thế mình cũng là chậm nữa. Thế cho nên là ông đã do những bài tập để bọn cháu thử sức mình, thử sức mình mà để rèn luyện, cái trường hợp này nó là nó mê đó, nhá. Càng làm càng thích nhá. Sau khi cháu đã làm được hình tốt rồi thì những bài chứng minh không là cái gì cả. Vì dựng hình là gì? Là mình vẽ cái hình đó. Mà hình vẽ ở đây không phải là mình vẽ căn cứ là cho dài thì cho là khi cái chuyện đấy là chuyện vớ vẩn. Mà chính là mình hình dung được cái nội dung của cái bài toán đó. Mà chính mình dựng lên mà. Kiểu như là trong cái nhà của mình ấy, mình xây dựng lên thì mình biết chỗ nào là mình để cái bay, cái nào là cái búa, mà cái nào nó là cái chổi. Chứ mình không dựng cái nhà làm sao mình biết được nó ở đâu, mà biết được mới chứng minh được. Cho nên là cái dựng hình này nó làm cho cháu chứng minh rất dễ dàng. Mới đặc biệt sau này cháu học lên cấp 3 rồi thì nó lại vào cái món không gian nữa. Hình học phẳng thì là hình thế nào là giống như thế, nhưng mà trong hình không gian thì hai cái hình méo mó khác hẳn nhau, bắt chứng minh giống nhau. Cái điều đó thì nó là phải tưởng tượng. Thế cho nên rằng là cái dựng hình sẽ giúp cho bọn cháu bọn cháu chứng minh rất là dễ dàng. Cháu cứ học dựng hình sẽ rốt đi thì tự nhiên, là cái món chứng minh nó không là cái gì cả. Thế cho nên rằng là đây, cái bài tập là làm thêm đây, cháu làm thêm đi. Vì thế chưa nhìn vội, nhìn rồi thời gian nó cứ làm sao được. Xong học xong rồi, đấy cái gì vì thế. Xong cháu xem xong, bắt đầu ngồi bình tĩnh lại, có thể khỏe mạnh, rửa mặt cho nó tỉnh táo đi. Xong vào bắt đầu dở cái thằng ra, đấy nào, dở ra. Và bắt đầu làm, xem mình làm 5 phút có được không. Ông nghĩ là nếu cháu làm 5 phút ấy, thì ông là cháu là loại giỏi đấy. Loại giỏi đấy. Bây giờ có thể cháu chưa giỏi bằng ông, nhưng mà cái tầm cỡ, cái mầm mống như thế là khả năng sau này cháu giỏi hơn ông nhiều. Chứ ông với một cái độ đó đó thôi chứ cũng không giỏi được đâu. Bây giờ hết rồi, già rồi, bây giờ lấn cẩn rồi. Thế cho nên là cháu nên thử sức mình nhé. Thử sức dễ mà có gì đâu, rất dễ thôi. Cái điều này là nó giúp cho cháu nhiều cái hay lắm. Ông có cái kinh nghiệm là trong các cuộc thi ấy mà, cuộc thi ấy, ngày thi Tây nó gọi là thi công cua ấy, tức là thi vào các trường đấy. Là chen nhau vào, có thể là anh điểm rất cao nhưng mà đáng lẽ là người ta lấy 29 điểm thì mới đỗ, nhưng mà anh là 28 điểm, 2 điểm mà là cao lắm gì nữa. Thi ba môn mà 28 điểm thì là loại ngất ngưởng rồi, nhưng mà vẫn cứ trượt như thường, vẫn trượt như thường. Mà cái thắng lợi quyết định đó ấy, thì đó là phải là nó dựa vào cái chứng minh hình nhiều. Hình nó cho ra thời gian, ra làm nhanh mà, ra được thời gian để ra bình tĩnh, ra làm một cái phần đại. Với thứ hai là hình nó có nhiều cái quyết định. Thế còn cái đại số như cái trước ông cho cháu cái bài toán về có giá trị tuyệt đối đấy. Cái loại đó là loại quyết định ghê lắm. Có những bài toán phải nói rằng là nếu mà không sử dụng cái đó mà
là bỏ hoàn toàn. Có khi chỉ bỏ có nửa điểm thôi nhá. Nhưng nửa điểm đó là nửa điểm đỗ. Còn ở dưới anh có 29 điểm, chưa ăn thua, dưới 29 điểm rưỡi thôi. Đấy cho nên rằng là những cái phần nào mà nó cần thiết thì bao giờ cũng nhắc cho bạn cháu. Vấn đề là cháu có cái lòng quyết tâm học không? Quyết tâm học không? Mà phải thấy rằng là một cái điểm xấu nó làm xấu cả cái chứ lý lịch của mình nhá. Chứ không phải là điểm thường xuyên lúc nào điểm kém đâu, rồi cái thần kinh xấu hổ đứt mất rồi nhá. Thế thì chỉ chịu thôi. Và những học sinh mà học kém là ông rất khuyến khích, ông rất chú ý. Nhưng mà nếu mà lại kém mà lại lười nữa mà thì không thương được. Kém mà lười thì không thương được, phải để ý nhé. Ta giỏi toán rồi ta còn giỏi thứ khác nữa chứ, có phải một thứ đâu mà bao nhiêu thứ mà ta cần giỏi. Nhưng mà toán cháu giỏi thì cháu sẽ giỏi được hết. Đấy, thì hôm nay thì ông dạy cháu như thế để cháu chú ý, cháu làm. Bây giờ ông làm, giao đã làm hết chưa? Nhá. Thôi, hôm nay nghỉ nhá.